Sau đốt lò, Việt Nam phải cải cách gì để ngăn chặn tham nhũng? Tỉnh nghèo Nghệ An thuộc top sở hữu xe hơi nhiều nhất Việt Nam. Công an điều tra xong về bà Nguyễn Phương Hằng và chuyển sang truy tố. Tổ chức Y tế Thế giới nói COVID vẫn còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. NATO thúc giục Hàn Quốc tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Đức cảnh báo cuộc chiến đấu thầu chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Nga tố cựu Thủ tướng Anh nói dối rằng Putin đe dọa phi đạn. Ukraine kêu gọi Olympic 2024 tẩy chay Nga. Một số nhà bình luận nói với VOA rằng công cuộc chống tham nhũng ở Việt Nam còn gọi là đốt lò chưa và có lẽ sẽ không làm thay đổi triệt để tệ nạn này vì vẫn chưa thấy bóng dáng của những cải cách mang tính gốc rễ về thể chế và quyền giám sát của các cơ quan nhà nước lẫn của người dân. Trong số 3 vị chuyên gia mà VOA phỏng vấn hôm 29 tháng 1, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, cựu Viện trưởng Viện Kinh tế Trung ương, đưa ra quan sát tích cực nhất về chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo trong nhiều năm qua đến nay. Ông cho rằng chiến dịch này nhận được sự hưởng ứng của toàn dân và có tác động tích cực làm bộ máy trong sạch hơn, sự nhũng nhiễu đã giảm rõ rệt. Cán bộ, ngành, địa phương có tiến bộ trong nỗ lực làm việc và được các doanh nghiệp xác nhận, ông Doanh nói. Trong khi đó, hai ông Nguyễn Quang A và Trần Quốc Quân đều là doanh nhân kỳ cựu và vẫn thường bình luận về thời cuộc Việt Nam, nhận xét rằng đốt lò đã kéo dài nhiều năm nhưng không hiệu quả vì không ngăn chặn được từ gốc, tức là nơi sinh ra củi, nên khó chống được triệt để. Với hiểu biết của người từng sống và làm ăn trong hàng chục năm ở đất nước Ba Lan đã chuyển đổi thành công từ chế độ cộng sản sang thể chế tư bản dân chủ, doanh nhân nhà văn Trần Quốc Quân dự báo việc thay đổi về gốc rễ ở Việt Nam sẽ không diễn ra trong ngày một ngày hai. Còn từ góc nhìn của mình, tiến sĩ Nguyễn Quang A lưu ý với VOA về điều quan trọng số 1 đối với việc chống tham nhũng, hay nói thiết thực hơn là làm giảm tham nhũng ở Việt Nam là phải có thượng tôn pháp luật và không ai đứng trên pháp luật. Yếu tố thứ hai, theo lời vị tiến sĩ, người cũng là một nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội, đó là sự giám sát lẫn nhau. Bà Nguyễn Phương Hằng, nhân vật đình đám trên mạng xã hội với nhiều phát ngôn chỉ trích nhiều người nổi tiếng, đã bị công an chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát để truy tố sau khi hoàn tất điều tra, báo chí trong nước đưa tin. Theo kết luận điều tra của Công an thành phố Hồ Chí Minh được tờ Tuổi Trẻ dẫn lại, thì trong những buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội trong gần một năm, kể từ tháng 3 năm 2021, bà Hằng đã nói nhiều điều xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng uy tín và xâm phạm đời tư, nghệ sĩ hài Hoài Linh, các ca sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Viu Anh, Thủy Tiên, cầu thủ bóng đá Công Vinh, nhà báo Hàn Ni và phó tổng biên tập báo Pháp Luật Nguyễn Đức Hiền. Những buổi phát trực tiếp của bà Hằng đã thu hút hàng triệu lượt xem, trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Nhờ vào đó, bà đã xây dựng được sự ủng hộ đông đảo của cư dân mạng, vốn ca ngợi bà đã dám lên tiếng phơi bày bộ mặt xấu xa của giới nghệ sĩ trong nước. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong quá trình thẩm vấn bà Hằng, bà đã thừa nhận các thông tin mà bà đưa ra là do bà đọc qua các nguồn và nằm mơ và không đưa ra được các căn cứ chứng minh. Nghệ An, một tỉnh miền Trung có thu nhập bình quân đầu người thuộc hàng thấp nhất nước, nhưng lại thuộc nhóm tỉnh mà người dân sở hữu xe hơi nhiều nhất nước. Tờ Tuổi Trẻ dẫn số liệu từ nhà chức trách tỉnh này cho biết. Theo đó, Nghệ An đăng ký mới trung bình gần 2.300 xe hơi mỗi tháng. Thuộc nhóm tỉnh thành có số lượng xe đăng ký mới mỗi tháng nhiều nhất nước, sau Hà Nội, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Quảng Ninh. Tuổi Trẻ dẫn số liệu từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Nghệ An cho biết. Cũng theo cơ quan này, trong năm 2022, số lượng xe hơi đăng ký mới ở tỉnh này tăng lên trên 3.100 xe so với năm 2021, với tổng số xe đăng ký là hơn 27.400 xe. Xe hơi với giá trị từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng mỗi chiếc vẫn được xem là tiện nghi xa xỉ đối với đa số người dân Việt Nam, vốn có thu nhập từ vài triệu đến trên dưới chục triệu đồng mỗi tháng. Tính đến thời điểm hiện tại,
Hiện trên địa bàn tỉnh miền Trung này có tổng cộng trên 170.000 xe hơi các loại được đăng ký trên tổng số dân là 3,5 triệu người. Tính xấp xỉ cứ trung bình 20 người dân Nghệ An có một chiếc xe hơi. Nghệ An lâu nay vẫn được xếp vào danh sách tỉnh nghèo với thu nhập bình quân đầu người trên 50 triệu đồng mỗi năm. Tỉnh này cũng là một trong những địa phương có tỷ lệ người dân đi xuất khẩu lao động đông đảo. Lực lượng biên phòng Mỹ vừa bắt giam 6 người Việt Nam vượt biên trái phép từ Canada vào bang Maine và đang làm thủ tục để trục xuất những người này về nước. Trong đó có một công dân Mỹ lái xe đưa nhóm này qua biên giới, hiện đang bị điều tra với cáo buộc buôn người. 6 người Việt Nam và một người Mỹ bị bắt tại bang Maine của Hoa Kỳ khi đang tìm cách vượt biên trái phép từ tỉnh New Brunswick của Canada, theo cổng thông tin của Cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ, CBP. Vào ngày 20 tháng 1, các đặc vụ tuần tra biên giới khu vực Houston ở bang Maine phát hiện một chiếc xe khả nghi gần hồ Lambert và ra lệnh dừng chiếc xe này để kiểm tra nhập cảnh. Các đặc vụ phát hiện ra rằng tất cả 6 hành khách người Việt Nam thành niên đã nhập cảnh bất hợp pháp vào Hoa Kỳ và sau đó bị bắt vì vi phạm bộ luật số 8 USC 1325, CBP cho biết hôm 26 tháng 1. Cơ quan này cho biết người điều khiển phương tiện là công dân Mỹ và đã tạm giam người này vì nghi ngờ vi phạm buôn người theo bộ luật số 8 USC 1324, theo đó quy định hành vi này là một trọng tội. Cơ quan này cho biết thêm rằng 6 người Việt Nam này phạm tội lần đầu bị xử lý bằng cách phạt mỗi người 5.000 đô la và làm thủ tục trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Cơ quan biên phòng Hoa Kỳ cho biết rằng người tài xế sau đó được thả, chờ điều tra thêm. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Thông lệ hàng năm thì trên sóng truyền hình lúc nửa đêm giao thừa thường có tiết mục ông chủ tịch nước chúc Tết quốc dân đồng bào. Thế nhưng ở đêm 30 trừ tịch của chào đón Xuân Quý Mão vừa qua, người dân không thấy nghi thức về cảnh chúc Tết như vậy nữa của ông chủ tịch nước. Năm ngoài Nguyễn Xuân Phúc, đó, năm nay thì sao mà không biết cái vụ đó thì nó không rành. Không biết cái vụ đó có vướng mắc cái gì thì mình không hiểu nên sao từ sức sớm thì mình nói mà không hiểu được. Mình dân mình không hiểu. Bây giờ chưa bị sao mà để qua Tết rồi cũng được phải không, mà tại sao mà đi nghỉ trước Tết thì đó chú con đó phần đó chú không hiểu đó phần đó bệnh nó bậy rọa chết luôn á. Vì ông chủ tịch nước từ chức hôm 26 Tết nên sắm vai lên sóng để chúc Tết là ông tổng bí thư. Năm nào thì cũng coi trước giao thừa rồi là chủ tịch nước lên chúc Tết đó. Năm vừa rồi thì thấy ông Nguyễn Phú Trọng lên đó chúc dân. Ủa sao năm nay chủ tịch nước không có chúc Tết, năm nay tổng bí thư thì thôi, thấy vậy thì biết vậy chứ. Ông Dũng kết cầu bằng nụ cười bỏ lửng, bởi với cách hiểu dung dị của giới lao động bình dân như ông Dũng thì quả là rất khó tin có quan chức nào tự nguyện rời ghế quyền lực và bổng lộc của mình khi năm hết Tết đến. Thường thì ai cũng nghĩ nên ăn xong cái Tết mới tính. Chủ tịch nước không lên chúc Tết thì cũng đâu có biết là ông bị cái gì đâu. Đâu biết là ông từ chức đâu, bởi vì coi tivi coi đài rồi này kia là không có, không có mà lên tivi đâu mà biết. Bàn về chuyện tương lai, theo ý kiến của ông Châu Hùng Hải, thì mong sao sớm có tân chủ tịch nước biết lo cho dân. Mình cũng muốn người nào lên đặng thế chủ tịch nước, đặng lo cho dân mà ăn giàu có chứ để rồi năm nay dân quá trời nghèo rồi, dân năm nay nghèo. Với cấp trên là bây giờ là toàn là bước tiền khẩm khẩm không à, quá trời bước tiền dân nghèo, bây giờ thấy kinh tế mần thì không ra. Năm Quý Mão này theo cách tính âm lịch thì sẽ là năm nhuận với 2 tháng 2 âm lịch, tức phải đến gần 13 tháng nữa thì mới Tết Giáp Thìn. Hy vọng với ngày rộng tháng dài, Việt Nam có được ông chủ tịch nước trúng ý dân. We'll be right back.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 30 tháng 1 tuyên bố COVID tiếp tục gây ra tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế, tức hình thành cảnh báo cao nhất. Đại dịch dường như đang ở thời điểm chuyển tiếp, tiếp tục cần được xử lý thận trọng để giảm nhẹ các hậu quả tiêu cực khả dĩ, WHO nhấn mạnh. Đã 3 năm kể từ ngày WHO lần đầu tiên công bố COVID là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, hơn 6,8 triệu người đã thiệt mạng trong đại dịch. COVID lan tràn tới mọi nơi trên trái đất, gây đau thương cho các cộng đồng và dây xéo các nền kinh tế. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói, ông nhất trí rằng COVID vẫn còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Vẫn theo lời ông, kể từ đầu tháng 12 tới nay, số ca tử vong báo cáo hàng tuần đã tăng lên. Trong 2 tháng qua, ông nói hơn 170.000 người đã mất mạng vì COVID và đó chỉ là các ca tử vong được báo cáo ghi nhận, trong khi con số thực sự thì cao hơn rất nhiều. Vaccine và các phương pháp điều trị đã thay đổi tình hình đại dịch đáng kể từ năm 2020 và ông Tedros nói ông hy vọng nhìn thấy tình trạng khẩn cấp vừa kể chấm dứt trong năm nay, đặc biệt nếu sự tiếp cận với các biện pháp phòng chống trị COVID được cải thiện trên toàn cầu. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 30 tháng 1 thúc giục Hàn Quốc tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Phát biểu tại Seoul, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du Hàn-Nhật nhằm tăng cường các mối quan hệ với phương Tây ở châu Á trước cuộc chiến tranh ở Ukraine và sự cạnh tranh ngày càng tăng với Trung Quốc. Ông Stoltenberg cảm ơn Hàn Quốc đã viện trợ phi sát thương cho Ukraine, nhưng kêu gọi làm nhiều hơn nữa và nhấn mạnh rằng có một nhu cầu cấp thiết về đạn dược. Hàn Quốc đã ký các thỏa thuận lớn cung cấp hàng trăm xe tăng, máy bay và các vũ khí khác cho Ba Lan, một thành viên của NATO và là nước láng giềng của Ukraine kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Nhưng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol từng tuyên bố luật pháp Hàn Quốc cấm cung cấp vũ khí cho các nước tham chiến và điều này khiến Hàn Quốc khó lòng gửi vũ khí cho Ukraine. Tổng thư ký NATO gặp Tổng thống Yoon và Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-suk. Bộ trưởng Lee cũng kêu gọi siết chặt quan hệ với NATO dựa trên các giá trị cùng chia sẻ chung, nhưng không công khai đả động đến những lời kêu gọi viện trợ quân sự thêm cho Ukraine. Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 29 tháng 1 cảnh báo về một cuộc chiến đấu thầu về chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Bây giờ cần có một cuộc thảo luận nghiêm túc để quyết định điều phải làm mà tránh tạo ra một cuộc chiến đấu thầu mà trong đó căn bản có lẽ là dựa trên các động cơ chính trị nội địa thay vì là dựa trên sự hỗ trợ cho Ukraine. Nói tới những thứ quan trọng như vũ khí thì phải dựa trên các vấn đề thực tiễn, cân đo hợp lý. Một phát ngôn nhân của chính phủ Đức ngày 30 tháng 1 lặp lại quan điểm này trước cuộc họp báo ở Berlin khi nói về việc Đức từ chối gửi máy bay phản lực chiến đấu sang Ukraine, gọi đó là một câu hỏi hết sức giả thuyết. Nhưng dĩ nhiên, chúng ta phối hợp chặt chẽ với các đối tác về các vấn đề này. Việc này vẫn giữ nguyên như các nguyên tắc khác, nghĩa là chúng ta muốn tránh để cho NATO hay Đức trở thành một bên tham chiến trong cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Đức tuần trước đã quyết định gửi xe tăng Leopard 2 hiện đại sang Ukraine, mở đường cho các nước khác như Ba Lan, Tây Ban Nha, Phần Lan, Hà Lan và Na Uy cung cấp một số xe tăng Leopard của họ cho Ukraine, hướng tới việc chuyển giao hàng trăm chiếc xe tăng mà Ukraine nói là họ đang rất cần để chống Nga xâm lược. Điện Kremlin ngày 30 tháng 1 tố cáo cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đã nói dối khi tuyên bố rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin từng đe dọa một cuộc tấn công phi đạn trong cuộc điện đàm trước khi Moscow đưa quân vào Ukraine. Phát ngôn nhân của ông Putin, ông Dmitry Peskov nói với báo giới rằng những gì ông Johnson nói không đúng hay chính xác hơn là nói dối. Ông Johnson phát biểu với BBC cho một bộ phim tài liệu nói rằng ông Putin từng đe dọa ông với một cuộc tấn công phi đạn chỉ trong vòng một phút. Ông Johnson nói xin trích. Có một lúc ông ta đe dọa tôi, nói rằng, ông Boris, tôi không muốn làm ông tổn thương, nhưng với một phi đạn thì chỉ mất một phút hay cỡ đó thôi. Hết trích. Phát ngôn nhân Peskov khẳng định. Không có đe dọa phi đạn nào cả, hoặc là một lời nói dối chủ ý. Bạn phải hỏi ông Johnson tại sao ông ấy làm vậy, hoặc là một lời nói dối vô tình. Và ông ấy thật ra không hiểu điều mà ông Putin đang nói với ông ta lúc đó là gì. Ông Peskov nói trong cuộc điện đàm đó, ông Putin giải thích cho ông Johnson là nếu như Ukraine gia nhập Liên minh NATO phương Tây, phi đạn của Mỹ hay NATO đặt gần biên giới Nga, sẽ có nghĩa là bất kỳ phi đạn nào cũng có thể bắn tới Moscow trong vòng một phút. Và ông Peskov nói có thể có sự hiểu lầm ở đây. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky so sánh khả năng các vận động viên Nga tranh tài ở Thế vận hội Paris 2024
với việc Đức tổ chức Thế vận hội vào năm 1936 và một lần nữa kêu gọi cấm các vận động viên Nga thi đấu tại Thế vận hội. Tuần trước, Bộ trưởng Thể thao Ukraine Vadim Gusayt tuyên bố Ukraine sẽ không loại trừ việc tẩy chay Thế vận hội nếu có sự tham gia của các vận động viên Nga và Belarus. Các vận động viên này đã bị cấm thi đấu một số môn thể thao nhưng cũng được phép tranh tài dưới một ngọn cờ trung lập hơn trong một số các môn thể thao khác. Ủy ban Olympic Quốc tế IOC hôm thứ Tư vừa qua loan báo Hội đồng Olympic châu Á cho các vận động viên Nga và Belarus cơ hội thi đấu ở châu Á, cho họ một con đường hội đủ điều kiện cho Olympic 2024 ở Paris. Tháng rồi, Tổng thống Ukraine nói với Chủ tịch IOC Thomas Bach rằng ông phản đối việc vận động viên Nga tham gia Thế vận hội mùa hè 2024 dưới bất kỳ một bảng hiệu trung lập nào. IOC muốn cho các vận động viên Nga và Belarus tham gia với tư cách trung lập. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuần rồi tuyên bố bất cứ nỗ lực nào muốn đẩy Moscow ra khỏi đấu trường thể thao quốc tế sẽ bị thất bại. Trong diễn văn Tổng thống hôm 29 tháng 1, ông Zelensky nói: Nỗ lực của Ủy ban Olympic Quốc tế đưa các vận động viên Nga trở lại thi đấu và tham gia Olympic là một nỗ lực nói với thế giới rằng khủng bố có thể được xem như một điều có thể chấp nhận được. Tổng thống Ukraine cho biết ông đã gửi thư cho Tổng thống Pháp về vấn đề này. Trong lúc chúng ta chuẩn bị Olympic Paris, chúng ta phải đảm bảo là Nga sẽ không thể lợi dụng sự kiện này hay bất kỳ sự kiện thể thao quốc tế nào khác để quảng bá xâm lược hay chủ nghĩa Xô Van của họ. Trong nửa đầu thế kỷ 20, đã có quá nhiều lỗi lầm xảy ra ở châu Âu dẫn tới các bi kịch hết sức khủng khiếp. Trong những thời khắc thay đổi, khi thế giới dường như không chắc chắn, và những gì chúng ta nghe không phản ánh đúng những gì chúng ta thấy, chúng ta tìm kiếm sự thật. Khi chúng ta chỉ được biết một phần của câu chuyện, chúng ta mất niềm tin. Trong những thời khắc khủng hoảng, hoài bão, hy vọng và ước nguyện của chúng ta về một ngày mai tươi sáng hơn phụ thuộc vào một nền báo chí tự do. Tại Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, chúng tôi mang đến cho bạn những câu chuyện mà người ta bất chấp rủi ro để nhìn thấy. Chúng tôi kết nối thế giới và đoàn kết thế giới bằng sự thật. Tại Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, chúng tôi cho bạn thấy bức tranh toàn cảnh. Một trung tâm thương mại ở ngoại ô thủ đô Washington DC trong ngày mùng 6 tháng Giêng âm lịch. Một chương trình nghệ thuật và văn hóa Á Châu đặc sắc được tổ chức, thu hút rất nhiều người tới tham dự. Cũng như mọi năm thì chương trình này quy tụ hầu hết các hội đoàn nghệ thuật thuộc các cộng đồng gốc Á sinh sống trong vùng như cộng đồng người gốc Hoa, Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. Chương trình đã tạo ra một bầu không khí rất đặc biệt, mang màu sắc Á Đông trong sự nhộn nhịp và tất bật thường thấy tại một trung tâm mua sắm ở Mỹ. Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm chương trình văn hóa Á Châu đặc sắc này với gia đình mới của mình. Chương trình thật quá thú vị. Việc được trải nghiệm những sắc màu văn hóa mới luôn luôn là điều rất thú vị. Đó là lý do vì sao tôi tới đây để cùng cộng đồng gốc Á ở đây chào mừng năm mới âm lịch của họ. Năm nay, bên cạnh những phần trình diễn đầy màu sắc của cộng đồng gốc Hoa, Thái Lan hay Indonesia, thì các bạn nhỏ gốc Việt cũng góp mặt với hai tiết mục múa trong trang phục áo dài truyền thống. Các bạn vốn không thuộc đoàn nghệ thuật hay tổ chức nào, nhưng được các bậc phụ huynh quy tụ lại để tham gia giới thiệu văn hóa Việt trong nhiều chương trình khác nhau của cộng đồng và các sinh hoạt với sự tham gia của nhiều sắc dân như thế này. Hàng năm ở Tyson Corner, ở mấy cái mall, Felt Mall đó, thì thường thường họ có mấy châu Á tham gia nghỉ lễ Tết. Nhưng mà thường thường là em ưa thấy là người Tàu, mấy người nước khác nhiều hơn là người Việt Nam của mình. Nên năm nay em rất là tự hào, mừng và cảm ơn được anh Mát Trương đã cho các em được có cơ hội để lên cho Việt Nam của mình, cho mọi người thấy là Việt Nam mình cũng có tham gia về mấy cái này. Tết Nguyên đán là dịp lễ được chào đón khá nồng nhiệt tại khu vực thủ đô nước Mỹ. Các trung tâm thương mại, các khu vui chơi giải trí lớn, thậm chí là nhiều cửa tiệm thường trang trí theo chủ đề Á Châu,
chào đón Tết với hình ảnh của con giáp năm đó, cùng nhiều chương trình văn hóa và nghệ thuật khác nhau được tổ chức. Tôi nghĩ điều này rất quan trọng cho cuộc sống của chúng tôi ở đây. Dù tôi không biết nhiều về cái Tết Nguyên Đán, nhưng có thể thấy những sinh hoạt văn hóa như thế này đã tạo ra sự sinh động, hấp dẫn và rất nhiều màu sắc cho cuộc sống của các gia đình sinh sống trong vùng. Trong lúc các hoạt động chào đón năm mới Quý Mão trong các cộng đồng gốc Á đang lắng xuống, thì chương trình văn hóa nghệ thuật tại trung tâm mua sắm này đã để lại nhiều ấn tượng đối với khách tham quan có dịp ghé qua. Khi các sinh hoạt ngoài trời vẫn đang rất hạn chế vì mùa đông lạnh, thì những chương trình văn hóa và nghệ thuật Á Châu cùng Tết Nguyên Đán là dịp để các trung tâm thương mại và giải trí thu hút nhiều hơn nữa các gia đình tới tham dự, mua sắm và thư giãn, nhất là vào dịp cuối tuần. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida mới đây đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Tòa Bạch Ốc. Hai bên khẳng định xin trích sự ủng hộ vững vàng dành cho Ukraine, thiết trích. Hai ông cũng cho biết, xin trích, nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân trên chiến trường Ukraine thì đó sẽ được coi như một hành vi thù nghịch chống nhân loại và hoàn toàn phi nghĩa, hết trích. Tuyên bố này vấp phải sự chỉ trích gay gắt của cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Medvedev gợi ý rằng Thủ tướng Nhật nên tự vẫn để bảo toàn danh tiết và nói thêm rằng, xin trích, đây là một nỗi ô nhục khủng khiếp đến nỗi tôi thậm chí sẽ không bình luận về sự hoang tưởng liên quan đến các kế hoạch hạt nhân của đất nước chúng ta, hết trích. Đây là một phát ngôn đánh lừa dư luận. Chính Medvedev và các quan chức Điện Kremlin khác là người đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. Vài ngày sau khi Nga xâm chiếm Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặt các lực lượng hạt nhân của Nga trong tình trạng báo động cao. Vào tháng 3, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu đối mặt với xin trích, mối đe dọa hiện hữu, hết trích. Vào tháng 5, Medvedev đã cảnh báo rằng cuộc chiến có thể mở rộng với sự tham gia của các nước thuộc khối NATO, xin trích. Một cuộc xung đột như vậy luôn có nguy cơ biến thành một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện, hết trích. Và vào tháng 9, Putin cho biết bất kỳ kẻ nào bắt chẹt Nga bằng vũ khí hạt nhân sẽ bị chính những thứ vũ khí đó nhắm vào mình. Chẳng có ai mang vũ khí hạt nhân ra đe dọa Nga cả. Các giới chức Mỹ nói với The New York Times hồi tháng 11 năm 2012 rằng không có bằng chứng nào cho thấy Nga đang chuẩn bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân. Mời quý vị đón theo dõi các tin tức mới nhất của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA qua podcast Thời sự quốc tế VOA trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào biểu tượng chuông ngay dưới logo Thời sự quốc tế VOA để được thông báo các chương trình mới nhất. VOA, tiếng nói từ Hoa Kỳ. Trong bối cảnh Nga đang chật vật giữ những vùng đất đã chiếm được ở Ukraine, Tòa Bạch Ốc cho biết Điện Kremlin ngày càng dựa vào nhóm Wagner để tuyển mộ hàng ngàn tù nhân đưa ra tiền tuyến. Tỷ lệ thương vong của những người bị kết án là cực kỳ cao. Trên thực tế, chúng tôi nghĩ rằng có tới 90% số thương vong của họ là tới từ lực lượng tù nhân. Moscow phủ nhận con số tử vong trong chiến tranh mà phía nước ngoài đưa ra, nhưng rõ ràng là những người bị kết án ở Nga đang thiệt mạng với tỷ lệ cao. Các quan chức Ukraine ước tính khoảng 77% trong số 38.000 tù nhân Nga được đưa đến chiến đấu ở Ukraine đã bị giết, bị thương, bị bắt hoặc mất tích. Nga chỉ đơn giản là ném họ vào một cỗ máy xay thịt. Nga bác bỏ hầu hết các đánh giá bên ngoài về hiệu suất của chiến tranh, khẳng định rằng quân đội của họ đã củng cố thành quả. Nhưng các chuyên gia cho rằng Điện Kremlin đang gặp khó khăn trong việc che đậy số phận nghiệt ngã của những người bị kết án dưới quyền chỉ huy của Wagner. Họ gọi những tù nhân này là hàng nạp thêm. Yuri Butusov, một phóng viên chiến trường Ukraine, nói với VOA rằng chỉ trong trận chiến giành thị trấn Soledar hồi tháng trước, người Nga đã mất vài trăm binh sĩ mỗi ngày, hầu như tất cả họ đều là tù nhân. Để tấn công các điểm hỏa lực của Ukraine, kẻ thù đang sử dụng các tiểu đoàn tù nhân. Đó không phải là một thứ gì mới mẻ. Thời Xô Viết, Stalin cũng đã dùng chúng. Trong Thế chiến thứ hai, Liên Xô có những tiểu đoàn bao gồm các tù nhân Gulag được giao những nhiệm vụ khó khăn nhất như dập tắt hỏa lực dữ dội mà không có bất kỳ thiết bị hạng nặng nào hỗ trợ.
Utosov cho biết trong một số trường hợp, các tù nhân được trang bị kém của Nga được sử dụng cho các nhiệm vụ tương tự, chẳng hạn như thu hút hỏa lực pháo binh của Ukraine. Khi những người này bị nhắm mục tiêu, chỉ huy quân Nga sẽ xác định vị trí pháo binh của đối phương. Olga Romanova, giám đốc điều hành của nhóm dân quyền Russia Behind Bars, nói với VOA rằng các tù nhân đồng ý ký hợp đồng 6 tháng với Wagner được trả khoảng 3.000 đô la một tháng. Nhưng tiền không phải là động lực tham chiến của những người này. Động lực chính của họ, dĩ nhiên, là được trả tự do. Romanova cho biết tính đến nay, trong số hàng chục nghìn tù nhân được tuyển mộ bởi Evgeny Prigozhin, thủ lĩnh của Wagner, và là người thân tín của Tổng thống Nga Vladimir Putin, chỉ có 106 người được trả tự do và được phép trở về nhà. Vào cuối năm ngoái, mong muốn được phục vụ ở Wagner đã giảm đi đáng kể trong số những người bị kết án. Trước hết là do các vụ hành quyết phi pháp, những lời hứa suông và tất nhiên là do tỷ lệ thương vong cao, rất cao. Tuy nhiên, bất chấp thực tế trên, Romanova cho rằng kế hoạch sử dụng tù nhân cho những mục tiêu địa chính trị của Điện Kremlin sẽ vẫn tiếp tục. Prigozhin sẽ vắt thêm khoảng từ 20 đến 30 ngàn lính từ các nhà tù, và rồi sau đó, chính quyền sẽ bắt đầu chính thức động viên. Hồi tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Putin đã ký thông qua dự luật cho phép huy động những cá nhân có tiền án hoặc chưa được xóa án để tăng quân số cho Nga. Một vườn nho ở thị trấn sản xuất rượu vang Stellenbosch của Nam Phi thay vì dùng thuốc trừ sâu thì triển khai một đạo quân vịt để giữ cho cây trồng khỏi bị sâu bọ phá hoại. Hãy gặp gỡ đội ngũ nhân viên của khu vườn, đạo quân 500 anh em vịt này là trợ thủ đắc lực, có biệt tài đánh mùi ốc sên. Và điều này rất hữu ích nếu bạn muốn vườn tược của mình sạch sẽ sâu bọ. Chúng tôi gọi đây là các chiến binh của vườn nho. Ông Corius Visser, giám đốc điều hành gia trang Virginus cho biết vườn nho này không cần thuốc trừ sâu và cũng không cần dùng phân bón tổng hợp như có đàn vịt đi bộ giống Ấn Độ. Giống này đặc biệt thích hợp với công việc này. Chúng không bơi như vịt thường, chúng chỉ đi bộ, dáng thẳng đứng, cổ chúng dài vươn tìm ốc sên trong vườn nho, phát hiện sên giữa những lá nho, chúng vấy lên và chén sạch. Ngoài chức năng như một đội quân kiểm soát sâu bọ tự nhiên, 500 anh em vịt này còn là điểm giải trí đối với du khách. Thật tuyệt khi thấy chúng trật tự kỷ luật tới giường nào, đi theo hàng y như một đội quân vậy đó. Ông Visser cho biết giống vịt đi bộ của Ấn Độ dễ đào tạo và rất nhanh đi vào nề nếp hàng ngày. Chúng biết đường đi, cuối ngày biết trở lại chuồng để được thưởng thức thêm thức ăn dặm. Và sau một ngày đánh chén no say trong vườn nho, chúng còn để lại một ít lợi ích nữa cho chủ vườn nho. Lượng phân chuồng đầy chất dinh dưỡng từ chúng là nguồn phân bón tuyệt vời cho vườn nho. Thêm một cách nữa bổ sung càng nhiều càng tốt cho tính bền vững tự nhiên, thân thiện với môi trường của gia trang này. Welcome to English in a Minute. The heart is a very important organ in the body. So what happens if you strike it? Let's find out. Strike at the heart of something. Jonathan, Bob is not coming to our team meeting. What? It's a team project. We have to work together as a team. I know. And working alone strikes at the heart of a team project. That Bob. Maybe our team just doesn't need Bob. Bob. The heart is what keeps things going strong. When you strike at the heart of something, like an idea or project, you ruin it. You attack the central part of it.